ăn chay không phải thành tiên thành Phật, nhưng mà trước hết thể hiện lòng từ của mình đối với các loài vật nhỏ khác. Không ăn trường được, ăn chay kỹ, một tháng một ngày thôi. Mà đồng thời nếu mà người nào mà ăn chay trường được nữa càng tốt, bởi vì bệnh dễ trị, trong người không có độc tố khác. Vì khi con vật nó chết, bao nhiêu cái oán ức nó kết tinh trong thịt của nó, trong máu của nó, trong xương tủy của nó. Nó đi vô trong cái chỗ mà người ta sát sinh là sợ hãi, hận thù của nó dồn hết trong xương tủy máu huyết của nó. Mình phải ăn cốt kìa, nấu ra lấy chất nước đó uống, bỏ xương vô nồi hầm, uống ba cái nước độc không chứ gì. Rồi quý vị thử tưởng tượng, ví dụ như mình nói là mình sẽ làm cái bữa cơm đó thôi, chưa làm gì hết mà cái tâm ý của mình sẽ khởi, nắm cánh nó cỡ nào, chặt nó làm sao, khứa nó làm sao, sát muối nó làm sao. Chưa làm nhưng tâm phải tưởng tượng cảnh đó chứ. Đánh dãy nó làm sao, đập đầu nó làm sao. Thành thử ra hành động ác chưa, nhưng tâm ý ác đã khởi trong một hành động làm những cái con vật đó để ăn. Cho nên mình nói từ bi. Bây giờ mình sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có từ bi thì không phải trong chùa mới có, mà hình như nó khắp cùng mọi nơi mọi chỗ. Ví dụ người nào mà ngán cơm chay quá, suy nghĩ đi, thôi ăn bỡ bệnh, ăn để đỡ bệnh, ăn để giảm sát, ăn ngon liền. Bữa nào mà mình ngán cơm quá, trời ơi bữa cơm này ngon hơn hồi mình ở Việt Nam mấy chục năm trước rồi. Mấy chục năm trước hả, cầm củ khoai lên lượm được có mấy hộp gạo bỏ vào miệng, ăn khoai múc mùa lệ thủy. Ăn đến bây giờ tôi gặp khoai tôi sợ còn hơn mát nữa. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sanh còn trong tâm tối cho nên khởi lòng từ. Tâm tối là tượng trưng cho mê lầm. Cho nên Thái tử Siddhartha đi tu trong ban đêm để biểu lộ một hình ảnh đêm tối vượt thầm. Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Ta hẹn ngày về khi giác khi ngộ đạo, tìm ra phương án cứu khổ sầu. Khi mà Thái tử đưa tóc cho, cắt tóc rồi cởi đai cởi áo đưa cho Sa Lạc mang về, ta hẹn ngày về khi giác ngộ, giải thoát tìm ra lối khổ sầu, giải sầu. Thấy chúng sanh làm việc bất thiện mà khởi lòng bi. Sư bà Hải Triệu Âm á, đây lời sư bà dạy nha. Sư bà nói quý vị nghĩ coi, có phải mình là một con quỷ sứ không, hành tội nhân ở dưới địa ngục không? Chiều nào trong nhà bếp của mình bóp bóp chặt ứa kho xào chiên rán, đó là những cảnh của địa ngục. Nói vậy không có biểu là rên án những vị ăn chay nha, ăn mặn nha. Chiều nay bị lộn microphone hoài cho nên. Xin thưa đại chúng, nói như vậy để rồi chúng ta thấy rằng tại sao cái điều thiện mà chúng ta hay khởi lên để làm chi? Để nuôi dưỡng mình.